Xin chào tất cả các bác nha. Lần đầu tiên thì chúc các bác sẽ có những phút giây thư giãn, và đặc biệt là sẽ có những thông tin bổ ích khi xem video của em. Và như tựa đề thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác cách chiết những cái cảnh tranh này nha các bác. Đây là những cái cảnh tranh mà em đã cắt ra đây các bác. Bình thường chúng ta chiết cảnh thì thường sẽ khoanh rồi là chúng ta sẽ bọc đất lại nha các bác. Bọc đất hoặc là bọc mụn dừa, mụn đồ vào. Còn hôm nay thì em sẽ chiết theo cách mới các bác. Cách này thì em cũng đã tham khảo trên mạng thôi. Tức là cắt cái cành này rồi dâm vào thôi chứ không cần phải chiết trên cây nha các bác. Đây là như cái cành chanh mà em đã chiết cũng được khá là lâu rồi các bác. Chắc cũng gần một tháng rồi các bác. Một tháng hay là hơn một tháng thì em cũng không nhớ lắm nữa. Nhưng mà cũng khá là lâu rồi đây. Nó đã bắt đầu mọc lên những cái mầm mới này các bác. Lúc mới ra thì nó mọc lên mấy mầm cơ, nhưng mà em mang ra nắng sớm quá, nó bị rụng mất mấy cái rồi. Còn có mỗi một cái nè. Đây, thấy nó cũng khá là xinh tốt. Cái này thì rễ chắc cũng đã ra rồi nhỉ các bác. Thì nữa thì em sẽ cắt ra xem rễ của nó phát triển nào nhỉ các bác. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng tiến hành thế nào. Trước tiên thì sẽ chuẩn bị cành chanh nha các bác. Cành chanh thì các bác chọn những cái cành chanh nó to to vừa vừa một chút. Nói chung cái này em hướng dẫn cho các bác thôi. Nên các bác thích chiết cành to cũng được, hoặc là cành vừa vừa cũng được. Nói chung cành bằng ngón út này là ok đấy các bác. Để em lấy cành mẫu cho các bác, lấy cành hơi nhỏ. Và quan trọng là chúng ta sẽ chọn cái cành nào mà lá nó đã khá là già dặn đấy các bác. Đây, cái cành chanh này thì nó cũng khá là sần sùi. Cây này em lấy ngay cây chanh nó xấu các bác. Đây, làm mẫu thôi mà các bác. Các bác lấy cái loại nào lá nó đã già già một chút. Sau đó thì cắt bớt các bác. Cắt hết lá luôn các bác. Rồi, cứ cắt hết lá hết gai các bác. Nói chung là cắt cho nó trụi luôn. Ok, nói chung chúng ta tùy vào chúng ta chiết thôi các bác. Nói chung tầm 20 phân độ lại thôi. Em lấy tầm 15 phân thôi các bác. Đây, không cần già lắm. Ok, như vậy xong. Cái này thì bác nào thích chắc ăn thì lấy cái băng keo tự hủy các bác. Quấn lại cho nó khỏi bị nhiễm trùng các bác. Quấn cái này lại. Còn cái này thì chúng ta sẽ cắm xuống đất. Ok, và cái thứ hai chúng ta chuẩn bị đó chính là bác nào thích chiết vào đất luôn được các bác nhá. Chiết vào đất luôn thì các bác kiếm cái chai nhựa các bác. Ra mua tiện tạp hóa mua mấy cái cốc nhựa để làm kem, làm sữa chua đồ các bác. Sau đó đi đục mấy cái lỗ thì cái này em lấy cái chai để làm mẫu cho các bác thôi. Đục mấy cái lỗ cho nó thông thoáng nhá các bác. Để khi chúng ta châm nước thì nó thoát nước tốt đấy. Đây, bác nào thích dâm trực tiếp vào đất luôn cũng được. Ok, cứ thế là cắm mà thôi. Còn bác nào thích bài bản hơn thì chúng ta sẽ lấy sơ dừa các bác. Đây, cái viên nén sơ dừa này thì các bác lên trên mạng ấy. Lên trên mạng hoặc là lên mấy cái tiệm cây trồng thì chắc cũng có các bác. Trồng lan, trồng đồ ấy. Là sẽ có cái viên nén, công ty các bác cứ lên mạng là ra thôi. Viên nén sơ dừa này nó cũng rẻ các bác, mua một lần một đống về. Cái này thì khi mà ngâm vào nước thì nó sẽ nở ra như thế này các bác. Nở ra như này thì các bác cứ tí nữa các bác dầm vào đây. Hoặc là các bác thích trồng cái gì cũng đây cũng được. Ngâm vào nước thì nó sẽ nở to này này. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ dâm vào thôi. Rất là đơn giản. Bởi vì trong sơ dừa này thì cũng có khá là nhiều chất dinh dưỡng các bác. Khi mà cái cây này nó ra rễ nhỏ thì nó cũng hấp thụ được luôn. Chứ trong đất này thì mỗi đất không cho nên nó cũng nghèo chất dinh dưỡng. Còn trong này thì người ta đã bỏ rất là nhiều, khá là nhiều chất dinh dưỡng ở trong này. Kích rễ, kích đồ trong này nó những bác. Ok, như vậy là xong thôi. Giờ thì cắm vào thôi các bác. Đây, cắm vào cho nó sâu sâu một chút. Như vậy là cơ bản là ok đấy. Sau đó thì mấy cái cốc nhựa hay là mấy cái đồ thì các bác cứ bỏ vào đây thôi. Bỏ vào đây nhớ cho một ít đất vào nha các bác. Cho một ít đất, sau này rễ nó ra nhiều thì nó sẽ hấp thụ được luôn. Đấy, sau đó cho cái này vào. Cho làm giống như kiểu của em luôn các bác. Đây. Rồi cho một ít đất xung quanh nữa để cho nó giữ nó chắc các bác. Ok, còn bác nào thích bài bản hơn nữa thì nói chung là em nên khuyên các bác là cho thêm một ít nước thuốc ra rễ đấy chứ các bác, cho nó nhanh bén. Chứ để không này thì trong mụn dừa này thì nó cũng không khó mà phát triển rễ được nhanh các bác. Nên là cho một ít thuốc mọc rễ nữa. Đây, chúng ta nhúng cái cây cành chanh này vào là chúng ta đổ vào cũng được, không sao hết. Như vậy là xong. Và cái quan trọng thứ hai nữa là quan trọng cuối cùng.
chúng ta cũng sẽ bọc bao bóng lại nha các bác. Cái này thì nếu mà không bỏ thích trễ thì nhớ bỏ nước vào nha các bác. Nước vào, sau đấy thì cho bao bóng các bác. Bao bóng này thứ nhất là để tránh thoát hơi nước này, đỡ chúng ta phải đi châm nước. Như cái cây của em chắc cũng không cần phải bỏ lần nước lần nào các bác. Bởi vì nó không thoát được hơi nước này các bác. Đấy, chúng ta cho bao bóng này vào. Nhất là thoát hơi nước này, thứ hai nữa là sẽ tạo cái môi trường nó nóng ẩm các bác. Môi trường nóng ẩm này giúp cây nó phát triển, kích thích ra rễ. Nó giống như kiểu nuôi cây mô các bác. Trong môi trường nuôi cây mô thì nó cũng sẽ là trong môi trường kín, tránh thoát hơi nước và cái độ ẩm nó thích hợp các bác. Ok, kiếm cái dây cột vào nó là xong các bác. Như vậy là xong thôi. Và chúng ta sẽ để ở ngoài nơi có ánh sáng nhé các bác. Ánh sáng thôi chứ không cần phải nắng nữa các bác. Nắng thì nhiều lúc nó nóng quá nó bị hấp hơi, nó luộc các bác. Cho nên chúng ta chỉ cần để ở chỗ ánh sáng là được rồi. Ok, như vậy là đơn giản như vậy thôi bác. Bác nào mà đã châm nước rồi thì như của em đây chả phải châm nước lần nào đâu bác. Đấy, như vậy là cách chiết cành cành chanh đơn giản như vậy thôi. Thấy trên mạng người ta cũng chiết như vậy mà các bác. Em tập tành làm theo và kết quả thì cũng khá là ok. Rồi, rất đơn giản. Và bây giờ thì em sẽ cắt nó ra nha các bác. Rồi, bây giờ thì em sẽ phẫu thuật cái thí nghiệm cho bác luôn, phẫu thuật cái cành này ra xem có cái rễ nào. Ở trong này giờ cũng khó lấy ra. Các bác mà lấy cái mua cái căn nhựa kia thì nó dễ hơn. Cái này mà đựng sữa chua linh tinh rồi, nói chung cho tiệm tạp hóa nhiều lắm. Này nó khó ra quá. Này cho đèn thổ ra luôn. Đằng nào cũng làm mẫu cho bác thôi mà. Hy sinh một cành chanh vậy. Wow. Rồi các bác thấy chưa? Khá là ok luôn. Đấy. Rễ nó ra khá là nhiều các bác. Rễ cũng khá là ok nha các bác. Nói chung là một tháng độ lại mà rễ nó ra này là khá là ổn. Đấy, như thế này thì bây giờ chúng ta sẽ mang ra đất vào trồng thôi. Cái này em cắm hơi sâu các bác. Các bác cắm vừa vừa thôi. Nói chung cắm đến đây là vừa để cho rễ nó ăn cái sơ dừa này nữa. Em cắm sâu có là nó đâm xuống đất luôn. Đấy, may là mà cũng chuẩn bị một ít đất cho nó đâm xuống các bác. Ok, như vậy là cách chiết cành này cũng khá là ổn đấy các bác. Khá là xanh tốt, nói chung rễ nó ra này là ok rồi. Các bác cứ để cho nó rễ nó ra nhiều hơn nữa đi. Rồi hãng mang ra trồng. Để em moi ra làm thí nghiệm cho các bác thôi. Ok, như vậy là video hướng dẫn các bác cách chiết những cái cành chanh này của em chắc cũng sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bác đã xem video rất là nhiều. Chào tạm biệt các bác nha.